Chào mọi người nhá. Hôm nay mình có đang sửa một cái bình siêu tốc với cái lỗi của nó là không vào điện. Thì tiện thể mình sẽ làm một cái video này cho mọi người tham khảo nhá. Cái ban này thì mình gặp rất là nhiều luôn và cái video này sẽ hướng tới cho những bạn nào mà không phải là thợ mà có thể tự mày mò sửa chữa những cái thiết bị dân dụng đơn giản này cho gia đình mình ấy. Hoặc như bạn thợ nào mày xem ấy thì có thể tham khảo để không phải mua đồ thay thì có thể chúng ta sẽ tận dụng được nó đỡ phải bỏ đi lãng phí nhá. Thì cái này thì chúng ta sẽ khi không vào nguồn ấy thì có thể là do cái tiếp điểm của hai cái đế này với cái đáy là không tiếp xúc nhá, thì mình đã loại trừ nhá, bởi vì cái này không phải ở vòng phòng phòng ở chỗ đó. Thì tiếp theo này nó sẽ chúng ta để ý là mình đo mình kiểm tra đây này, nó sẽ có cái điện AC 220 sau khi qua cái đế ấy, nó sẽ đi tới hai cái chấu đồng này nhá. Thì hai cái chấu đồng này thì nó sẽ được tiếp vào hai cái dây xanh này, thì một cái dây chấu này nha, nó sẽ tiếp vào cái dây xanh này để nó đi vào một đầu của cái dây may so, rồi còn một cái chấu này nữa ấy, thì nó là cái dây ở cái bên trong này nhá, nó sẽ tiếp ra cái này và nó đi theo cái dây xanh này đi lên, nó đi lên là đi lên công tắc tắt bật đấy. Thì khi chúng ta bật ấy, thì là cái dây xanh này nó sẽ tiếp vào cái dây xanh này, thì như vậy là một dây AC nữa là phía trong này nó đã đi tới cái đầu bên này của cái dây mâm dây máy so nhiệt nhá. Thì như vậy là dây máy so sẽ sinh nhiệt đấy, và đồng thời trên hai đầu dây máy so nó sẽ có một cái bóng đèn này để cho chúng ta biết là có nguồn vào nhá. Thì cái này là nó sẽ không có nguồn vào, thì mình sẽ loại trừ là công tắc, bởi vì là công tắc mình cũng kiểm tra công tắc ok, tí nữa mình sẽ đo cho mọi người tham khảo. Và cái lỗi này thì gặp trên chính cái đế này này, và cái đế này nhiều bạn thợ thì không sửa, khi biết nó hỏng thì không sửa mà toàn đi mua để thay thế, thì đôi khi là chi phí nó lại cao và bỏ đi lãng phí nhá. Nên cái video này mình sẽ hướng dẫn mọi người sửa nó, và đặc biệt là các bạn nào không chuyên mà tự muốn sửa thiết bị của nhà mình ấy, thì mình đo cho mọi người tham khảo này. Cái tiếp đồng này nhá, nó đã tiếp được ra cái dây xanh này rồi nhá, đấy nó đã tiếp được một chân của dây may so rồi. Thì cái này đấy các bạn để ý không, cái bên trong này nó không tiếp ra đây, thì như vậy chúng ta sẽ thấy được là hỏng đây nhá. Bây giờ mình sẽ thao tác, mình sẽ tháo nó ra, mình sẽ rút hai cái này ra để mình tháo cả cái này ra cho chúng ta tham khảo nhé. Nó sẽ có những con ốc này này, có ba con ốc, chúng ta sẽ tháo bằng ba con ốc, chúng ta sẽ tháo ra lôi được ra nhé mọi người nhé. Đây là sau khi nó tháo nó ra nhé, đây đây cho mình cho mọi người tham khảo này. Đấy chính là cái đế, và cái đế này đôi khi trên thị trường cũng có bán cho mọi người thay thế nhá. Nhưng mà trong cái đế này ấy, ngoài cái để phần tiếp điện nó sẽ có một cái dơ le nhiệt này nữa. Các bạn để ý đây là một cái thanh lưỡng kim này, nó sẽ ép sát với cái đáy nồi, à cái đáy của cái bình siêu tốc này ấy. Thì khi mà nó bị cạn nước, khi chúng ta giả sử chúng ta nấu mà bị cạn nước, có sự cố mà bị cạn nước chẳng hạn, thì là cái nhiệt độ nó tăng lên khoảng 160 độ chẳng hạn, thì con này nó sẽ thực hiện lệnh để nó nhả một cái công tắc bên trong, và nó hay hỏng ở công tắc bên trong nhé. Riêng cái này ấy, thì nó có ba con ốc ở dưới thì chúng ta tháo dễ nhá, nhưng một số vài trường hợp ấy, thì là nó không có ốc như này, cái đế này nó không có những con ốc như này mà nó sẽ có những cái thanh sắt bảy xung quanh, thì chúng ta phải lựa chúng ta bửa nó ra được nhé. Con này để tháo dễ hơn, một vài trường hợp ấy, thì là nó sẽ nằm ở đây này, nó sẽ có những cái lẫy sắt xung quanh khi không có ốc ấy, thì chúng ta cũng phải khéo tay chúng ta bửa nó ra nhé. Và khi chúng ta bửa nó ra này các bạn này, thì đấy cái thanh lưỡng kim mình bảo ấy, nó sẽ tiếp vào, nó sẽ có một thanh thanh sứ màu trắng này này, để khi ví dụ như đáy nồi bị cạn nước mà người sử dụng quên không cho nước, hoặc là khi nấu mà bị cạn nước chẳng hạn ấy, thì bắt đầu là cái thanh lưỡng kim ấy, như mình giả sử là 160 độ ấy, nó sẽ cong, nó sẽ đẩy làm nhả cái tiếp điểm đi để tách nó ra để bảo vệ đấy các mọi người ạ. Trong cái bình siêu tốc này nó không có cầu chỉ nhiệt mà nó chỉ có một cái thanh lưỡng kim đấy để bảo vệ thôi. Thì cái lỗi hư hỏng trên cái đáy này mình muốn nói ở đây ấy, là mà mình gọi là lỗi kinh điển ấy, lỗi hay mình hay gặp ấy, mình gặp cực kỳ nhiều luôn nhá, và cũng không phải thay thế nhá. Đó chính là cái chấu này này, do trong quá trình sản xuất là họ chỉ có ép là dập ép nó xuống, chấu này và chấu này chính là hai cực AC 220 nhá. Khi chạy ấy, là với cái ấm siêu tốc này công suất nó toàn tầm khoảng 1.500W và có cái thì tận 1.800W ấy, thì nó sẽ dòng qua tầm rơi vào tầm khoảng 6A, tí nữa mình cho mọi người tham khảo.
Thì dòng 6A nó đi qua những cái tiếp điểm này mà nó chỉ bám dập dính vào nhau thôi chứ nó không phải là hàn. Do đó mà nó xảy ra trường hợp là bị lóng và chảy ra và nó tách nó ra nhá. Rất gặp trường hợp nhiều trường hợp là bị tách này ra. Thì chúng ta sẽ xử lý nó. Và có trường hợp nữa thì là cái tiếp điểm này nó bị hỏng, như con này chẳng khẳng định là con này đang hỏng ở cái tiếp điểm này, thì tí nữa mình sẽ xử lý cho mọi người tham khảo nhé. Và khi nó bị cháy, nhiều trường hợp bị cháy cái tiếp điểm này thì chúng ta cũng có võ chúng ta xử lý được nhé. Là như con này nhá, mình nó không hỏng ở đây đâu nhưng mà mình muốn an toàn để tránh trường hợp lỗi cho khách ấy, là mình sẽ dùng cái con dao mình cạo sạch nó đi để cho nó sáng ra để mình hàn cho dễ nhá. Sau đầu mình sẽ cho thiếc vào mình hàn hàn đắp dính nó lại, thì như vậy là nó sẽ cực kỳ tốt luôn, nó truyền điện tốt hơn rất nhiều so với cái kiểu kiểu như là tiếp bám dập bám như thế thôi mọi người ạ. Và mình đã sẽ xử lý cả điểm này, một cực 220 vào này và một bên này nữa, và cả cái này nữa mình cũng hàn nhé. Đấy, bên này mình cũng hàn này, mình cũng cạo ra và mình sẽ hàn lại nhé. Lỗi này mình gặp nhiều lắm, nhiều các bạn thợ điện cơ hoặc các bạn thợ là thường không biết xử lý mà toàn phải đi mua cái này để thay thôi. Cái này video này dành cho các bạn tự, có thể không phải là thợ, có thể tự sửa được ở nhà này. Thì đây chính là con này hỏng của chính là cái tiếp điểm này nhé mọi người nhé. Mình dừng lại mình cho mọi người tham khảo này. Đấy, đây là cái tiếp điểm này, AC nó vào đến đây, một tiết điểm dây điện nó vào đến đây, nó sẽ được đóng sang đây nhé. Và trong quá trình nấu ấy là nó cái tiếp điểm nó đóng, do nó là đồ Trung Quốc, nó sản xuất tiếp điểm không tốt mà, nên nó chỉ có một vị trí nhỏ này nó tiếp xúc thôi. Do đó khi nó nấu mà dòng là 6A nó tạo ra tia lửa điện, nó đánh nó lổ nó tạo thành một lớp xỉn, dẫn tới là nó tiếp xúc từ điểm này, nó không tiếp xúc sang bên này được, do đó mà dẫn tới bị mất nguồn đấy mọi người ạ. Thì cái thao tác đơn giản nhất ấy, là chúng ta sẽ cạo sạch nó đi, chúng ta cạo sạch nó đi và chúng ta làm lại cái tiếp điểm của nó, làm sao cho nó màu sáng ra để cho nó tiếp xúc được. Như cái này mình dùng dao mình cạo này, mình dùng dao mình cạo sạch đi này. À, rồi hoặc là chúng ta có thể dùng rũa, chúng ta rũa nhá. Đấy, sau đó mình phải bẩy cao lên một tí để tí nữa nó có cái độ đàn hồi để bám vào cái mặt trên nhá mọi người nhá. Như cái này này, mình có thể dùng cái rũa. Mình có để một cái rũa, mình rũa cho nó sạch đi. Trường hợp mà cái tiếp điểm này bị hỏng ấy, mà bị lát rồi ấy, thì chúng ta có thể tận dụng bằng cách bỏ qua nó, bằng cách là chúng ta sẽ hàn dây đồng từ điểm này ra cái ngoài này luôn. Thì như vậy là chúng ta sẽ loại trừ, sẽ bỏ mất một cái chế độ là ngắt khi bị cạn nước mọi người nhá. Thì cái này là khá là nguy hiểm nhưng mà chúng ta vẫn dùng bình thường, nhưng mà khuyên khách ấy, là khi nấu ấy là để ý nó là một, bởi vì chúng ta đã loại bỏ chế độ bảo vệ mà. Và nữa ấy, là khi nấu xong ấy, thì không nên để cái bình siêu tốc này vào đáy, vào cái đáy này khi chúng ta đang cắm điện nhé. Giả sử như bị tay vạn chạm qua mà chạm trượt vào cái công tắc mà bật nó lên cái là nó có sự cố là nó sẽ cháy nhá mọi người nhé. Do đó mà chúng ta nên khuyên, khi chúng ta đã nấu tắt cái đấy, chúng ta khuyên là khách nấu xong này nên tách khỏi cái đế, và khi nấu là nên để ý nó mọi người ạ, là nó sẽ an toàn. Đấy, mình đã lắp nó lại và bây giờ mình sẽ đo cho mọi người tham khảo là nó đã tiếp xúc rồi. Lúc đầu vô là mình đo nó không tiếp xúc nhá, cái điểm này nó không tiếp xúc ra đây này. Còn cái điểm bên bên này thì vẫn ok, nó chỉ có một một cái điểm của cái tiếp tiếp điểm ở dưới để bảo vệ khi khi bị nhiệt độ cao, mà nhiều trường hợp thì nó có hai cái luôn, nhiều loại bình siêu tốc ấy. Đây này, mình cho mọi người tham khảo này, mình con này là mình xử lý zin luôn đấy nhá. Nó khi mà đáy lồi đạt đến 160 độ, nó sẽ cái thanh nướng kim này sẽ đẩy tách ra như thế đấy, còn ở chế độ bình thường thì nó luôn đóng mọi người ạ. Nó coi như cái tiếp điểm đấy là ở chế độ bình thường, khi nấu bình thường nó luôn đóng. Và đây mình sẽ thử cho mọi người này, mình ghim điện và mình bật ấy, nó sẽ có đèn báo nhá, nó có đèn báo rồi này và nó ăn dòng lên này. Đấy, nên tận 6A, các bạn thấy chưa, dòng quá lớn dẫn tới là đi qua các tiếp điểm đấy nó xảy ra lỗi mà. Cái video của mình sẽ kết thúc ở đây nhá, hy vọng qua video mọi người sẽ có cái cách xử lý những cái bình siêu tốc một cách đơn giản nhất nhá. Chào các bạn.